Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực Huỳnh Gia. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món đậu hũ tứ xuyên phiên bản thuần chay với các nguyên liệu đơn giản dễ kiếm và cách thực hiện vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Đây sẽ là một món ăn ngon cho bữa cơm gia đình. Món ăn này có thể ăn chung với cơm trắng hoặc là với bánh mì đều ngon nha các bạn. Nếu các bạn thấy cách làm này hay, video này hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ like video, nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút bật chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu nha các bạn. Ở đây mình có một củ hành tây 150g. Bây giờ mình sẽ cắt hạt liệu ra ha. Tiếp theo là mình có 15g nấm đông cô khô, mình cũng đã ngâm nước cho nó nở mềm rồi đó các bạn. Mình đã cắt bỏ chân nấm ha, vắt ra nước rồi ha. Bây giờ mình cũng sẽ cắt nhỏ nấm mình ra ha. Kế đến là mình sẽ dùng một quả ớt sừng to. Nếu các bạn muốn ăn cay nhiều thì mình thêm ớt cay vô ha. Mình dùng ớt sừng này thì nó có vị cay the the nhẹ nhẹ mà màu sắc đẹp. Mình sẽ cắt bỏ cuống đi. Bây giờ mình sẽ cắt băm nhỏ ra nha các bạn. Tiếp theo là mình có 30g cà rốt, mình cũng cắt hạt liệu ra nha các bạn. Ở đây mình có là 20g thịt bằm chay. Loại này là người ta đã sản xuất nó nhỏ như thế này rồi nha các bạn. Nếu các bạn không có thịt bằm chay, các bạn có thể dùng sườn non chay cắt nhỏ ra cũng được nha. Ở đây mình dùng 20g khô nè, mình ngâm thì nó nở ra được như thế này nha các bạn. Mình đã rửa sạch vắt ráo nước rồi ha. Và tiếp theo mình ở đây mình có là 200g đậu hũ trắng. Mình chọn cái loại đậu hũ mềm nè các bạn, chứ không phải đậu hũ cứng ha. Các bạn có thể dùng đậu hũ non thì càng ngon nha. Mình sẽ cắt ra miếng vừa ăn. Ở đây mình sẽ chia theo chiều dọc là chia làm 3 phần này. Mình sẽ chia thành từng miếng vuông ha. Ở tầm này nha các bạn, là vừa ha. Đặc trưng của món đậu hũ tứ xuyên á là người ta sẽ dùng tương bản của vùng tứ xuyên cùng ớt bột và ớt khô thì để tạo màu đẹp và cái độ cay. Nhưng mà nguyên liệu mình chia sẻ rất là khó kiếm, mình sẽ linh động, mình sẽ thay thế bằng là ở này là tương ớt Hàn Quốc. Cái loại này thì các bạn mua ở các siêu thị hoặc là chợ đều có, ở nước ngoài thì các bạn chợ người Hàn, chợ người châu Á đều là có nha các bạn. Đó, cái tương này thì rất là ngon ha. Có vị cay nhẹ nè, màu đẹp, hương thơm rất là tuyệt vời. Mình sẽ dùng cái tương này nè các bạn. Mình dùng là khoảng một muỗng canh ha. Mình múc một muỗng cà phê đầy nè, được khoảng một muỗng canh nè. Đó. Tiếp theo là các bạn dùng cho mình là một muỗng cà phê dầu hào nha. Để tạo cái độ bóng bẩy và cái hương vị đặc trưng á. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê dầu mè,
2 muỗng canh nước tương. Và các bạn cho vào thêm cho mình là 1 muỗng canh tương ớt Việt Nam ha, cho nó có cái độ sánh và cái màu nó đẹp nha. Giờ mình sẽ khuấy đều lên. Các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đã xong rồi các bạn ha. Bây giờ mình đến công đoạn cuối cùng là hoàn thành món ăn nha các bạn. Mình sẽ cho vào trong một cái nồi là 1 muỗng canh dầu ăn ha. Sau đó mình sẽ cho 1 muỗng canh hành tây và mình phi thơm cho các bạn. Sau khi hành tây của mình phi hơi vàng như thế này nè các bạn, mình sẽ cho hết cái phần nấm vào ha. Tiếp theo là ớt nè. Tiếp đó là cà rốt nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần thịt bằm chay vào ha. Cuối cùng mình cho hết phần hành tây vào. Mình cho hết cái chén nước sốt mình vừa chuẩn bị lúc nãy vào nha các bạn. Sau đó mình đảo đều lên. Wow, rất là hấp dẫn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào 200ml nước lọc. Các bạn có thể thay thế bằng nước dừa tươi cũng được ha. Khi cái phần nước sốt của mình đã sôi trở lại rồi các bạn ha. Mùi rất là thơm luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào ha. Các bạn cho nhẹ nhàng vào. Đậu hũ của mình chưa chiên á, nó rất là mềm ha, rất là dễ nát. Wow, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Các bạn đảo nhẹ tay thôi nha. Hoặc là các bạn dùng chảo thôi, các bạn lắc nhẹ chảo cho đậu của mình nó ngập trong sốt. Bây giờ mình sẽ giảm nhỏ lửa lại liu riu. Mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu với lửa nhỏ trong vòng 2 phút để đậu hũ mình thấm đều gia vị nha các bạn. Nồi đậu hũ của mình nấu được 2 phút với lửa nhỏ này các bạn. Giờ mùi rất là thơm luôn các bạn. Ở đây mình đã pha 1 muỗng bột năng với 2 muỗng nước. Mình sẽ cho vào để tạo cái độ sánh nhẹ cho cái đậu hũ tứ xuyên của mình ha. Mình sẽ khuấy đều lên nè. Rồi mình sẽ cho 1 muỗng vào trước ha. Rồi mình thêm nửa muỗng nữa là được. Các bạn có thể lắc nhẹ chảo hoặc là đảo nhẹ để cho cái bột của mình tan đều vô sốt nha. Cho nó có cái độ sánh nhẹ cho nó ngon ha. Với món đậu hũ này á, thì mình trang trí với hành lá thì sẽ ngon hơn ha. Nhưng mà ở đây mình sẽ chia sẻ cái món thuần chay không dùng ngũ vị tân, cho nên mình sẽ dùng rau mùi để thay thế ha. Mình sẽ cho một ít lên là cho đẹp. Trang trí thêm vài lát ớt các bạn ha. Và như vậy mình vừa chia sẻ xong cái cách làm món đậu hũ tứ xuyên phiên bản thuần chay. Đây, các bạn có thể thấy nè, nước sốt của mình nó sánh dẻo rất là ngon ha. Đậu hũ của mình thì nó thấm gia vị nè. Rất là trắng đẹp ha. Các nguyên liệu thì mình rất là dễ kiếm nha các bạn. Các bạn có thể thay thế tùy biến nguyên liệu theo nhu cầu cũng như là các nguyên liệu sẵn có ở địa phương nha. Không cần thiết phải làm theo đúng công thức ha. Các bạn chủ yếu là nước sốt của mình á.
Rất tuyệt vời ha. Mình sẽ nếm thử nước sốt của mình ngon đậm đà không ha. Rất tuyệt vời bạn, rất thơm. Cái cây nhẹ nhẹ, thơm nồng, cây nồng nhẹ nhẹ. Rất là ngon. Các nguyên liệu ở đây là rất vừa này, mình sẽ ăn với đậu hũ này. Đậu hũ béo. Béo mà không bị quá là thấm nhiều gia vị. Rất là ngon các bạn, bên trong là béo, thanh mát. Bên ngoài là vẫn giữ nguyên được cái màu tươi đẹp của đậu hũ tươi ha. Các bạn dùng đậu hũ non cũng rất là ngon nha các bạn. Và như vậy mình đã chia sẻ xong cách làm đậu hũ tứ xuyên phiên bản thuần chay. Nếu các bạn thấy cách làm này hay, video này hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ like video, nhấn nút đăng ký kênh và nhớ nhấn nút bật chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhé các bạn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn thật ngon này nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.